xuân cứ xuân lại xuân bất tận, xuân đi xuân lại mãi còn xuân. Trong lúc kinh tế thị trường thì xuống dốc một cách thảm hại, sao mà anh còn cao hứng đón xuân như vậy thì tất tôi chắc là năm nay anh làm ăn khá giả lắm, hay là anh mới trúng áp phe gì chứ? Sao anh đoán hay quá vậy? Không giấu gì hai anh, tôi cũng mới ở trên Las Vegas tôi về kiếm được ít sắp. Bởi vậy cho nên tôi mới là cao hứng như vậy đó chứ. Cao hứng đón xuân vậy đó. Còn anh sao? Trời ơi, năm nay tôi làm ăn bết bát quá, chẳng còn tâm hồn nào mà nghĩ đến Tết, đến Nhất, đến Xuân cả. Tội nghiệp không? Tết Nhất ai ơi, cứ lại hoài. Không tiền tiêu Tết vậy thời tính sao, tính sao, tính sao. Tết Nhất làm chi ai bày, Tết Nhất làm chi, lo quần lo áo lo đi chạy tiền. Người người vui Tết như chung liền miền, riêng tôi nghĩ Tết mà điên cái đầu, lo nhiều đến nỗi chứ mọc nở râu. Năm cùng tháng tận quá cầu mà số xui, cũng liều mà xanh xít như đít đùi. Để ba ngày Tết vui cười no say rồi, sang năm mà ta lại chứ kéo cày. Nhưng hai anh ơi, đừng có bi quan như rượu nào, tôi thấy hai mặt hai anh sẽ xìu lơ xìu lất như vậy. Đi với tôi một vòng xuống cho Tết là vui, bao đảm vui. Nhưng... đi chứ còn gì nữa. Nghĩ quẩn chứ làm chi thôi đừng, nghĩ quẩn chứ làm chi xuống ngân thăm mà chờ Tết ta đi một vòng. Sắm mất công chẳng cần mua sắm mất công, xem cho khoái mắt cho lòng dịu êm, khoác vào hàng vải chữ tây đen, hàng vải tây đen. Cô hàng ngồi kép cười duyên liếc thầm, anh bảy mời khách chữ vào tâm. 35 một thước, 35 rẻ rồi. Tôi nói rẻ lắm, không ai chịu mua chỉ cả hè. Qua hàng do trả cứ coi chơi. Mấy cô gói bánh trong người mà cũng hay. Cô ơi, sao Tết chứ năm nay có để đâu? Cái anh này hỏi lộn tổng à. Bánh giày của cổ để đâu á thì mắc mớ gì tới anh mà anh hỏi chứ. Bánh giày em bán hết ngay từ lâu, còn chiếc bánh ú có ông nào xin xơi dùng. Chớ anh chưa, cứ tự mở chọc vào. Có xơi bánh ú của cổ thì trả lời đi. Bánh cồn quay đã chứ mấy hôm, phải khi chờ gió trời nồm như bữa nay, khách vần đã có hơi tay vất lăn vất lóc lâu ngày nên đã ôi. Này cái ông này thiệt nói khéo gớm chứ hả, bánh ú của người ta thơm như mùi mịt rồi mà nói đã có hơi tay. Để cho tôi thử hỏi các anh đã hơi chưa mà dám nói hôi nói thối hay? Tôi xin lỗi cô, năm hết Tết đến rồi, xin nghỉ hoài như quý. Chúng ta đi.
lên trong đám chợ chứ đông người, hàng cam hàng táo ngồi ngoài hàng dưa, cô hàng vu xưa mới dễ lừa, bán tha hồ lừa ai mua thì vào đến sao mà lời nói ngọt ngào. Nhưng mà hai anh à, nếu hai anh nói mà hấp dẫn như rửa ra mà thiệt mà cho người ta ta lượng rồi này cho lửa cho lượng là tôi nhảy vô tôi bờ hai trại liền rồi nè. Nè, đã là sợ vợ ai nói anh mà sợ vợ mà mày nói lộn xộn nữa đấy. Không sợ phải không? Không sợ. Kìa bà kìa, bà kìa hả? Đó 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 đó, à này anh cả anh hai đó ơi, đi đâu thì mau mau giao thừa thì nhớ rủ nhau về nhà, năm mới đừng để vợ ra dáng về làm lễ ông bà mà đón xuân anh cả anh hai đó ơi. Chúc xuân trước thềm xuân mới, AVT xin kính chúc toàn thể đồng bào Việt Nam một năm mới làm ăn tiền vô như thác đổ, sức khỏe như vội, sống lâu như ông bánh tổ. Chúc các thương gia bán buôn phát tài, vòng thâu nghệ sĩ kiếm tiền lại rài, khách nghe làng chơi vui chân nhót nhảy, vũ trường đông ứ hơi, cô nhắc là về mừng xuân khách uống tới bời. Đem tình yêu đến khắp mọi nhà, mừng xuân con nít bố già cùng vui, lứa tuổi đôi mươi trai mơ gái đẹp, xôn xôn mơ cố nhân, con gái đường xuân chợt nghe tiếng ni sét ái tình. Năm ơi năm mẹ chúc cho mấy thầy học may thi đỗ khóa pro gam mơ mây mở ưa. Sơ cũng phải cớ chồng là kỹ sư chứ ghét sầm lơ thì khuyên anh dáng đợi chờ. Năm ơi năm hên chồng xin cho dốt đường bền, vợ công lê ốp kéo rèn dầm năm cho mít nhà nam ta đỡ khổ, tàu nhà mua sắm xây gấp tương lai một mai tươi sáng trở về. Năm nay tiền vô mà ai ơi đừng lo, mà ám khoe thì nhiều, mà ám khoe thì nhiều. Năm mới cuộc đời vây vây, năm mới gặp thời gặp may, năm mới bạc chiều tới tay, năm mới không cần keo cày. Năm mới cuộc đời liên hương, năm mới tràn đầy yêu thương, năm mới thần tài giúp ta, năm mới năm đẹp.